Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, ngày 30 tháng 6, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Ngày 30 tháng 6 năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm bí thư. Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành và giữ vững độc lập tự do, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn thống nhất của Tổ quốc, cũng như cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị. 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với quyết tâm cố gắng nỗ lực cao của các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2020. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt, đã lãnh đạo, tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021, góp phần đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Tràm Tấu khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri huyện Tràm Tấu đã bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đảm bảo đúng cơ cấu phương án đã được phê duyệt. Đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân huyện có số phiếu tín nhiệm cao, trong đó đại biểu trúng cử cao nhất đạt tỷ lệ 99,72%, thấp nhất 92,84%. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Tràm Tấu khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Vũ Lê Trung Anh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràm Tấu nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp ở huyện Tràm Tấu và chúc mừng 30 đại biểu Hội đồng nhân dân các đồng chí được bầu giữ vị trí trọng trách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu đề xuất những quyết sách hợp lý, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Cùng với đó cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham mưu kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Tràm Tấu ngày càng phát triển. Chiều ngày 30 tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội thảo khoa học trực tuyến phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 do Bộ Ngoại giao tổ chức.
Tại phiên thảo luận, ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, đại diện một số tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp trong cả nước đã thảo luận, chia sẻ để tận dụng ngoại giao song phương cho phát triển và đối ngoại của địa phương. Ngoại giao hỗ trợ địa phương hội nhập, làm thế nào để gắn kết hiệu quả đối ngoại địa phương với hoạt động đối ngoại chung của đất nước? Đối ngoại cần làm gì để kết nối sự phát triển của địa phương với các mô hình phát triển kinh tế xã hội của quốc tế? Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên số, gắn kết hoạt động đối ngoại với tiến trình mở rộng thị trường, đầu tư quốc tế của doanh nghiệp, các cơ hội thách thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình mới và vai trò hỗ trợ của hoạt động ngoại giao. Đối với phiên thảo luận nền ngoại giao toàn diện hiện đại, đại sứ Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới đã chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại tại cơ sở, xây dựng nền ngoại giao hiện đại trong thời gian tới, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện hiện đại ngang tầm nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới gắn với xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại. Tham dự hội thảo khoa học trực tuyến phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về các nội dung cốt lõi, chủ trương nhiệm vụ mang tầm khái quát cao mà đại hội 13 đã đề ra, là căn cứ và định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới. Đồng thời làm rõ hơn các xu hướng nhân tố quốc tế tác động trực tiếp và lớn nhất đến an ninh và phát triển của nước ta. Từ đó xác định thời cơ thuận lợi cơ bản cũng như những thách thức trước mắt và lâu dài đối với đất nước. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng triển khai thi công, công trình đường dẫn vào cầu Cầu Phúc, huyện Trấn Yên đã hoàn thành, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, vượt tiến độ thi công 3 tháng. Công trình đường nối cầu Cầu Phúc, huyện Trấn Yên thuộc dự án điều chỉnh bổ sung của công trình cầu Cầu Phúc, được triển khai thi công từ trung tuần tháng 3 năm 2021. Đoạn nối từ cầu Cầu Phúc ra tỉnh lộ 163 Yên Bái Khe Sang, khu vực nhà máy Vina KNF. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 262 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là trên 207 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Phong thi công. Tổng chiều dài toàn tuyến là 475 m theo tiêu chuẩn đường cấp 3, mặt đường rộng hơn 10 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục rãnh dọc và hệ thống chiếu sáng. Mặc dù vừa tiến hành giải phóng mặt bằng vừa thi công, song được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương huyện Trấn Yên và ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh. Trong công tác vận động 42 hộ gia đình và một tổ chức giải phóng mặt bằng trên 16.000 m², đồng thời nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, vật tư máy móc nên sau 2,5 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và huyện Trấn Yên đã đến động viên tặng quà cho đơn vị nhà thầu. Ngày 30 tháng 6, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2021. Hưởng ứng phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển do Trung ương Hội phát động, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tích cực xây dựng tổ chức hội vững chắc, hoạt động hiệu quả, kết nạp trên 170 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 1.460 hội viên, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng. Tỷ lệ hộ nghèo của tổ chức hội giảm từ 4,7% năm 2019 xuống còn 2,4%. Xóa nhà rột nát với số tiền 200 triệu đồng, chú trọng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mừng thọ, hoạt động thiện nguyện, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. 6 tháng đầu năm nay, hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân các địa phương chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, tặng gần 400 suất quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xóa 8 nhà rột nát cho hội viên. Phát huy kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực cho hội, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2019-2021. Ngày 30 tháng 6, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức diễn đàn trực tuyến lấy ý kiến trẻ em năm 2021 kết nối với 5 điểm cầu huyện thị xã. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng trẻ em tỉnh đã tổng hợp được trên 110 ý kiến kiến nghị đề xuất của trẻ em ở các địa phương, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, thiết chế vui chơi giải trí, giáo dục, học tập, kỹ năng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em, vấn đề môi trường. Tại diễn đàn sau khi ra mắt, các thành viên Hội đồng trẻ em là thanh thiếu nhi tiêu biểu của 9 huyện thị thành phố
Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã thảo luận, tranh luận theo mô hình một phiên làm việc của Hội đồng Nhân dân về nội dung liên quan đến thực trạng, thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, quyền tham gia của trẻ em, những hành vi vi phạm quyền trẻ em tại địa phương, việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương, các vấn đề xã hội tại địa phương liên quan đến trẻ em. Thông qua diễn đàn, tạo cơ hội cho trẻ em được nâng cao năng lực tham gia vào các vấn đề, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 76 năm, Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh dũng kiên cường, đồng hành cùng quân dân cả nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và dựng xây phát triển quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận những khởi sắc của quê hương Yên Bái. Cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh Yên Bái vào năm 1991 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo trong cụ thể hóa đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, có định hướng đúng đắn để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo thế và lực mới, cùng cả nước vững bước đi lên và đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện. Những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ tỉnh đã rút ra qua quá trình 76 năm xây dựng và phát triển đó là: một là thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Hai là phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ và sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, tạo nên sự gắn kết, hòa quyện sâu sắc giữa ý Đảng với lòng dân. Thứ ba là nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đồng thời chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thứ tư là huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển hài hòa, bền vững giữa kinh tế, xã hội với môi trường, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và chăm lo nhân tố con người cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Và thứ năm là phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh nội sinh mạnh mẽ cho phát triển, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong thực tiễn cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, thì nhiệm kỳ 2015-2020 đã đánh dấu những bước tiến vượt bậc, nổi trội, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng nông thôn mới là một trong những điểm nhấn quan trọng, minh chứng cho sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Cuối năm 2016, xã Đào Thịnh là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, xã tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
và đang nỗ lực để cuối năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Để có được sự thành công này, Ban chấp hành Đảng bộ xã xác định xây dựng nông thôn mới như một cuộc cách mạng, vừa làm thay đổi diện mạo nông thôn, vừa phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Vai trò lãnh đạo cũng như là chỉ đạo của các mặt trận đoàn thể đối với các tổ chức hội viên, hội viên của mình. Thì một cái vai trò đấy rất quan trọng là công tác của tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động cho đoàn viên, hội viên của mình thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Thì toàn dân chung tay đấy, trong cả hệ thống chính trị. Đấy là cái nhiệm vụ rất lớn, quan trọng. Hai nữa là cái nhiệm vụ nữa là cái công tác công khai, minh bạch đối với các cái công trình của nhân dân đóng góp trên địa phương. Dân biết, dân bàn, dân thụ hưởng và dân kiểm tra giám sát. Mà nhân dân rất đồng thuận, rất cao. Với tinh thần không chạy theo thành tích, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, lấy sức dân để lo cho dân, Đảng ủy xã Đào Thịnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đào Thịnh cũng là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Trấn Yên, huy động được sự tham gia đóng góp lớn lên tới hàng chục tỷ đồng trong nhân dân. Khấn khởi, rất là mừng. Đến đời tôi, xong đến đời con, đến đời cháu, đời chắc nữa. Là tôi mừng lắm. Nên là hiến bao nhiêu đất tôi cũng hiến. Quý hồ là có con đường đi nó sạch sẽ. Xây dựng nông thôn mới ở xã, ở thôn là bảo cái gì là chúng tôi sẵn sàng góp luôn. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt, cách làm sáng tạo, đặc biệt là sự tin tưởng, đoàn kết và đồng thuận của nhân dân, đã giúp Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên, không chỉ của tỉnh Yên Bái mà còn của khu vực Tây Bắc. Phát huy những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trấn Yên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện đã xây dựng đề án nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 90 thôn và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ nhất là huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các cái tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí nông thôn mới cấp huyện một cách bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ hai là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, các cái sản phẩm chủ lực và ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm sao mà gắn sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với cái tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Cái thứ ba là lồng ghép, huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hệ thống giao thông, đường giao thông nông thôn và các cái trường học để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa cũng như là vật chất tinh thần cho nhân dân. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hết năm 2020, Yên Bái nằm trong nhóm 7 trên 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đạt và vượt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2020, Yên Bái đã có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những thành công trong xây dựng nông thôn mới là nền tảng vững chắc để Yên Bái phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Xác định rõ tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội, các nghị quyết qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái gần đây đều xác định nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, ngành giao thông vận tải đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, chủ động tham mưu, huy động các nguồn lực. Nhờ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh đã và đang được hoàn thiện tương đối đồng bộ. Các cái công trình
công cộng, về xây dựng nhà ở, cũng như là đường xá, cầu cống thì nói chung là thành phố Yên Bái mấy năm gần đây phát triển rất mạnh. Để xây dựng cả các cái công viên, đồ nơi chơi để cho các dân nhân dân này được đi lại thể dục các buổi sáng cũng như buổi tối, thì nói chung là về kinh tế xã hội của Yên Bái mấy năm gần đây là phát triển tiến độ rất nhanh. Riêng trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động được hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư một số công trình trọng điểm có tác động lớn đến phát triển, mở rộng không gian đô thị và kinh tế xã hội của tỉnh. Các công trình khắc phục do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư xây dựng 3 cầu vượt sông Hồng. Các công trình hoàn thành đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông có tính kết nối, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào địa bàn. Trên cơ sở tiếp nối những thành tựu trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được, ngành giao thông vận tải tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển giao thông vận tải trên các lĩnh vực như là đầu tư xây dựng, quản lý sửa chữa đường bộ, vận tải, giao thông nông thôn. Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông của tỉnh cơ bản đồng bộ, từng bước hiện đại, tập trung triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt, tập trung ưu tiên vào một số công trình trọng điểm. 76 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, thuận lợi, khó khăn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trong từng thời điểm cụ thể, vừa đảm bảo tầm nhìn, vừa sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu, với kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, Yên Bái đã chuyển sang nền kinh tế hàng hóa phát triển đa dạng. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung với việc ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với các cơ sở chế biến, giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Nền công nghiệp của tỉnh phát triển khá, là một trong số các tỉnh dẫn đầu khu vực về giá trị sản xuất công nghiệp. Tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang nghiên cứu, khảo sát để tiếp tục có những đầu tư vào Yên Bái. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2020, lần đầu tiên Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 3.600 tỷ đồng. Hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm ổn định, văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ, có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Rất là khổ, đấy, đi toàn chân đất thôi. Nhưng mà so với bây giờ thì đấy, đường cả bản, cả dân. Đấy, có đường bê tông, lại có cả xe máy đi rất là tiện. Dễ hơn trước đây, bà con bây giờ nói chung là chuyển đổi nhiều hơn với lại tốt hơn trước đây nữa. Đấy, con cái cũng được đi học mà các cụ già nó còn đấy, ăn no mà ấn trước đây khổ hơn nhiều. Hòa chung dòng chảy lịch sử của Đảng bộ tỉnh, từ một thị xã Yên Bái còn nhiều khó khăn, dưới sự quan tâm lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay thành phố Yên Bái đã trở thành một trung tâm tỉnh lỵ phát triển và mang dáng dấp của một thành phố phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh. Nền kinh tế tiếp tục có sự phát triển, tăng trưởng nhanh và cao nhất so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại dịch vụ. Thành phố Yên Bái đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi có thể khái quát thành 5 cái bài học kinh nghiệm rất là cơ bản. Cái trước hết là phải thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự
hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Cái bài học thứ hai ấy, thì chúng tôi cho rằng là phải chú trọng cái tăng cường cái sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, phát huy cao độ cái trí tuệ tập thể, cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cái bài học kinh nghiệm thứ ba mà chúng tôi rút ra là phải phát huy cái quyền tự chủ, tự quản của nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm tạo ra cái sức mạnh tổng hợp rất là quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cái thứ tư là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì phải dự báo đúng, chính xác tình hình, nhận diện kịp thời những thời cơ thách thức, xác định rõ các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, từ đó để mà tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện theo cái phương châm là rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ phương pháp thực hiện. Cái thứ năm nữa ấy, là phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ thực sự là chuyên nghiệp và bảo đảm là tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ động kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, vừa phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra của từng năm. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 4%, đứng thứ tư trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt trên 5%, nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kinh tế xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và mặt bằng chung của khu vực. Phát huy những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển. Ở trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung làm tốt một số nhóm nhiệm vụ quan trọng sau đây. Một là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thứ hai là kiên trì, nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đó là xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng vào năm 2030. Trong đó, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội. Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ ba là trước mắt thì Đảng bộ tỉnh cần tập trung cao độ để triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đồng thời tiếp tục làm tốt và
bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 13 của Đảng, để tạo nền tảng và tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Những thành tựu đạt được trong những năm gần đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đưa Yên Bái ngày càng vững bước trên con đường đổi mới. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, ba, bốn đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Tuân theo nguyên tắc chung về việc đóng hưởng bảo hiểm y tế theo điều 14 nghị định số 146 của Chính phủ, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được hưởng. Được thanh toán nếu khám chữa bệnh đúng tuyến, 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tức là thấp hơn 223.500 đồng mỗi lần. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng. 80% chi phí khám chữa bệnh với những trường hợp còn lại. Được thanh toán nếu khám chữa bệnh trái tuyến. 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.